Galaxy Fold vẫn cháy hàng ở Việt Nam. Vậy ai là người mua? Tuy đây không phải là con số lớn với một mẫu smartphone nhưng với mức giá lên tới 50 triệu đồng. Có thể thấy thấy người dùng Việt khá mạnh tay trong việc chi tiền cho các sản phẩm công nghệ. Mặc dù nhận được rất nhiều sự tán dương của người hâm mộ trên toàn thế giới từ khi được giới thiệu nhưng có thể nói Galaxy Fold đã phải trải qua khá nhiều sóng gió mới chính thức được thương mại hóa. Những rắc rối không đáng có về màn hình giấy lên sự nghi hoặc khiến chiếc máy phải rời thời điểm ra mắt so với dự tính đã làm giảm đi phần nào sức nóng. Không những thế. Thời điểm ra mắt tại Việt Nam cũng mang tới đôi chút trở ngại. Như một thói quen hàng năm, đây là khoảng thời gian người dùng Việt đang còn đang say với những chiếc iPhone mới và giá bán luôn nằm ở mức khủng trên thị trường. Chưa dừng lại ở đó, việc người anh em cùng nhà cũng hàng siêu phẩm như Galaxy Note 10 đã xuất hiện cả gần 3 tháng trước cũng khiến người ta nghĩ rằng Galaxy Fold sẽ trở thành một quả bom xịt, nhưng không, thực tế đã chứng minh một điều hoàn toàn ngược lại. Không phải đợi đến khi được giới thiệu chính thức mà ngay từ tháng 9 khi được bán ra trên toàn thế giới, một chiếc Galaxy Fold đã lưu lạc về Việt Nam với mức giá không tưởng lên tới 99 triệu đồng. Và sau đó, giá bán 50 triệu của Galaxy Fold chính hãng tưởng là một thử thách nhưng cũng đã hết veo chỉ sau 6 giờ đồng hồ.